Xin kính chào các bạn. Thưa các bạn, tiếp theo tập 1 và 2 chuyện cổ tích Thích Minh Tuệ Phật đã được tác giả Phạm Hiền Mây chấp bút ghi chép lại từ những lời thoại thật của vị sư ngàn năm có một của dân tộc Việt Nam mà Hot Team đã trân trọng giới thiệu ở những video trước trên kênh Hot 3 Phút này. Thì video tập 3 này sẽ tiếp tục với những câu hỏi đáp thật là rõ nghĩa, thật là trung thực, tuy không giảng pháp mà phá mê khai ngộ như pháp vậy. Xin cảm ơn người chấp bút lịch sử Phạm Hiền Mây và Youtube Bơ Nhân đã mang lại cho đại chúng những tư liệu vô giá ạ. 15. Hỏi Con không thấy thầy mang kinh sách theo mình, vậy thì kiến thức tu tập thầy đã được học từ trước. Sư Minh Tuệ đáp Dạ con đã học từ trước và con nghe đi nghe lại bộ kinh Nikaya, bộ kinh Trung Bộ, Trường Bộ, Tiểu Bộ, Tăng Chi Bộ, tương ưng bộ. Đây là bộ kinh mà Hòa thượng Thích Minh Châu dịch từ Pali sang. Còn một bộ nữa là bộ A Hàm, dịch từ Hán Tạng sang. Mình nghe kinh đó rồi, mình đối chiếu sang cũng được. Nhưng độ hiểu trong kinh sách và lời dịch thì nhiều chỗ ngôn ngữ Việt Nam mình không biết đã diễn tả đúng như ý của các bậc đồ xưa ngày xưa dạy hay không. Khi tu hành, có lúc bị vấp, ngồi nghĩ lại mới hiểu ra thêm nghĩa kinh. 16 Lại hỏi Vậy thì thầy có đọc kinh Phật khi thiền không ạ? Chân mình khi gặp lại Máu huyết không lưu thông Sao lại có thể ngồi được cả ngày? Sư Minh Tuệ trả lời Phật dạy Nơi khu rừng, hốc cây, hang đá Đều có thể ngồi kiết già Lưng thẳng, tránh niệm Tôi biết tôi thở ra Tránh niệm Tôi biết tôi thở vô Ngồi kiết già cả ngày là điều có thật Điều đó phụ thuộc vào sự gìn giữ giới luật, kham nhẫn, kiên trì. Cảm thọ ấy giúp mình vượt qua Cho mình an ổn Ban đầu có thể tê Nhưng mình cứ cố gắng vượt qua Vượt qua được Nó tự sửa trở về trạng thái ban đầu của nó Tự nó sửa Còn cũng bị đau khi gấp gối Nó đau suốt 26 ngày Thọ này Nhiều người cũng không vượt qua được Sợ đau, sợ liệt Nó đau tới mức duỗi chân ra không được đứng dậy cũng khó khăn. Nhưng khi qua được rồi, mọi chuyện trở nên hết sức dễ dàng. Khó khăn nhất là trước lúc chết của mình. Con từng coi một bộ phim về con sư tử. Trước lúc nó chết, nó bỏ bầy đàn. Một mình ra chỗ không có ai, vật vã ba lần rồi mới chết. Con người cũng thế. Đau đớn nên mình hãy chuẩn bị ngay từ bây giờ. Học tu thì trước cái chết sẽ nhẹ nhàng. Và 17. Hỏi. Đã bao giờ thầy thiền mấy ngày liên tiếp và không ăn? Sư Minh Tuệ đáp Con chưa có cơ duyên ấy Nhưng con biết nếu không dùng thức ăn trong 7 ngày Thì cũng không sao đâu Khi còn ngủ, còn hôn trầm, thụy miên Tham sân si còn dày đặc Chưa muội lược, nhân duyên chưa tới Thì khó mà ngồi thiền như vậy Như trồng lúa vậy Chưa tới mùa gặt, sao gặt được? nếu cứ ép vô ích thân dễ thành bệnh hoặc không thì tâm cũng sẽ loạn hãy cứ tập xả ly hôn trầm giảm tham sân si giảm thậm chí bị vô cớ đấm vào mặt đánh đập chửi mắng cũng không buồn khổ cũng không sân hận được đưa lên video nổi danh cũng không vì thế mà ưa thích cũng không vì thế mà quan tâm muội lược như thế ngồi mấy ngày cũng vẫn được cơ duyên nhân duyên chưa tới không áp đặt được quả còn xanh quá vặt vào giấm cũng hư tu tập là một lộ trình cần phải hiểu lộ trình ấy không hiểu lộ trình mà cứ ép dễ hóa điên mình như con ngựa phải có thầy hướng dẫn không hôn trầm không sân si tâm từ bi rồi không ham muốn gì nữa cũng sẽ thấy không buồn ngủ nhiều khi ngủ không gục lên gục xuống không té lên té xuống nữa và 18 lại hỏi tiếp: "Con có một cái duyên, con từng tìm ra nơi tu tập của Bồ Tát Viên Chiếu ở hòn lớn Ninh Hòa cách đây 100 năm về trước. Bồ Tát Viên Chiếu cũng đã một thân một mình vào rừng sâu ẩn tu và viên tịch trong đó. Không biết thầy đã từng đến đó lần nào chưa ạ?" Nếu có duyên, con sẽ đưa thầy tới thăm nơi ấy. Theo di nguyện của thầy Viên Chiếu, người ta bảo rằng giữ nguyên thân thể như vậy không di chuyển. Mọi người đã phát tâm xây một khối bê tông như một cái tháp nhỏ ở trong rừng vì kim thân ấy đã được mối bọc lại. Sư Minh tuệ đáp, dạ, có đại uy lực, có đại thần lực, giữ được sự thanh tịnh mới để lại kim thân. Thân bất tịnh, thân sẽ giã ngay con cũng rất muốn tới những nơi ấy để tăng thêm sách tấn của mình nghị lực của mình niềm tin của mình ở núi sạn thì hiền lành nhưng khi đã quyết định vào rừng sâu rừng nguyên sinh nơi đó mũi mòng dày nhiều thú dữ không đơn giản duyên đưa tới như vậy thì gọi là tương ưng mình sẽ may mắn gặp được những người cùng giới giới đây được hiểu là giới luật giữ được giới luật nghiêm túc chỉnh tề thì mình sẽ thực hiện được ước nguyện Mọi thứ xảy ra đều rất là mầu nhiệm Mình hành trì theo lời Đức Thế Tôn dạy trong kinh Kiên trì như thế Đời này chưa được Thì đời sau lại tu tập tiếp Và câu hỏi thứ 19 Con có nghe hôm trước Thầy nói là thầy sẽ không dùng Bất kỳ một phương tiện di chuyển nào hết Cho nên một ngày đẹp trời Con sẽ phát tâm đi bộ cùng thầy tới đó Con cũng muốn đến đó Để thắp hương cho Bồ Tát Viên Chiếu một lần nữa Sư Minh Tuệ đáp Dạ, cái đấy hữu duyên cho con không hứa được. Con không sử dụng điện thoại, cũng không đi xe, không sử dụng tiền bạc. Con nguyện suốt đời bộ hành, ba y một bát, ở nghĩa địa, hốc cây, hang núi, nhà hoang. Và hai mươi, lại hỏi, khi nào thì thầy đi Tây Nguyên ạ? À? Sư Minh Tuệ trả lời, sau ngày 20 thì con sẽ đi, vì mùa này là mùa nắng, mưa thì sẽ an trú mùa mưa. Con phát nguyện, con đi khắp đất nước, bất kỳ tỉnh thành nào con cũng sẽ đi cả. Con đi bộ tới một nơi nào đó và có thể con sẽ ở lại nơi đó một vài tuần hay một vài tháng. Con đi trong nhân duyên nên con sẽ không khẳng định con đi tới nơi này nơi kia. Con không hứa là vì con biết đời sống vô thường. Và 21. Hỏi tiếp. Nãy giờ con làm phiền thầy cũng đã quá lâu sư minh tuệ trả lời không sao đâu khi con tu hành độc cư yên tĩnh mọi người có kiếm con cũng không kiếm được nhưng hiện nay con đang học hạnh buông xả nghĩa là con không trốn thực tại nơi hang con đang ở đây là thuộc về đường người ta đi lên xuống ở chỗ kín quá đôi khi con không tỉnh thức được con ngủ quên đi đi tu đâu phải là để ăn rồi ngủ đồ ăn khất thực đó đâu phải dễ ăn đức thế tôn nói ăn đồ ăn khất thực đó giống như nuốt hòn sắt mang cái áo của gia chủ cúng giống như lấy sắt nóng mà áp mà quấn lên người nhận đảnh lễ cúng giường của người ta giống như lấy sợi lông đuôi ngựa ngay chỗ đầu gối mà siết cho đứt da đứt thịt đứt xương tới tủy mới dừng lại ai còn dám ăn đồ ăn khất thực là phải lo mà tu hành siêng năng bằng không thì thôi về tự làm mà ăn mang nợ đó không được đâu một số người hỏi con to khỏe như thế không bệnh tật gì sao không đi làm mà ăn con thưa làm để ăn thì ở đời ai cũng làm được đây là con đang tập đi xin ăn theo lời phật dạy ngay cả cái bánh họ cho con con cũng tự hỏi lòng không biết họ có dám cho con cái họ hào phóng như thế hay không nếu mình không biết nghĩ cứ dùng vô tội vạ là không được vì thế con phải cố gắng tu hành để tạo cho họ giúp cho họ có niềm tin họ bòn thêm chút phước và con cũng vậy, cũng bòn thêm chút phước. cho nếu khất thực xong, con lên núi sạn ngủ là con mang cái nợ. Cứ tìm chỗ kín kín, chưa đủ tỉnh thức, chưa đủ giới luật, sẽ rất dễ rơi vào ngủ. Ngủ sẽ hỏng hết cả. Và câu hỏi 22. Phái khất sĩ khi đi khất thực họ mang y vàng ạ? À? Sư Minh Tuệ trả lời, họ có ba cái, y hạ, y trung, y thượng. Còn Nam Tông thì có y nội, y vai trái và y hai lớp tăng giả lê. Ngày xưa con tu theo phái Bắc Tông, sau đó con sang khất sĩ. Khi con hành khất sĩ, con bắt đầu học kinh Nikaya. Từ lúc ấy con tu học theo đúng tinh thần của bộ kinh Nikaya, làm theo đúng bộ kinh Nikaya. Chẳng hạn như về y thì có y hạ, y thượng và một tăng giả lê, con cũng làm theo y hệt như vậy. Đời sống tu hành theo bộ kinh Nikaya là ở rừng núi, thì con cũng ở rừng núi. Ngồi hang đá, con cũng ngồi hang đá. Họ không nằm, con cũng noi gương không nằm. Họ không dùng tiền, con cũng noi gương không dùng tiền. Họ ăn ngày một bữa, thì con cũng tập ăn ngày một bữa. Họ không ca hát, con cũng tập không ca hát. 23. Lại hỏi, cho đến bây giờ, việc tu học của thầy còn gặp những khó khăn gì ạ? Sư Minh Tuệ trả lời: "Nếu không tham đắm gì, sống bình thường như thế này, con không thấy có trở ngại gì nữa cả. Bệnh tật tới con cũng khắc chế được, con chưa phải dùng tới thuốc tây, thuốc chữa bệnh. Lạnh, nắng, nóng con cũng đều chịu được, đi bộ trên đường rát con cũng chịu được, khan nhẫn về già, không lên núi cao nữa, ở quanh quanh đồng bằng. Trong kinh Nikaya và kinh Tiểu bộ khi ấy người tu hành cũng ở tịnh xá hoặc là cốc, thất" quan trọng hơn cả là phải học được giới hạnh. Và câu hỏi 24. Nơi tu tập của Bồ Tát Viên Chiếu còn lưu giữ lại một số nét bút của Bồ Tát, còn nghe nói lại rằng sư Viên Chiếu đã viết lại được cả ngày và giờ mất của mình. Người giữ tập tài liệu ấy không cho con xem, đó cũng là nhân duyên phải không ạ? Sư Minh Tuệ đáp, dạ vâng. Do họ tu có thành tựu nên có khả năng biết được nhiều đời, biết được quá khứ, vị lai. Điều đó thuộc về phát nguyện. Họ phát nguyện tu để biết được những điều đó. Con thì không phát nguyện như vậy nên con không biết. Và câu hỏi 25. Bây giờ con đã hiểu ra mọi thứ trong đời này đều do duyên mà ra cả. Sư Minh Tuệ trả lời. Con không bao giờ nghĩ con là sư, là thầy. Con là một người nhỏ bé và bình thường. Con chỉ nghĩ mọi người đã có công lên núi tìm con. Con cũng mong mọi người đạt được ước nguyện cao nhất của mình. Cố gắng học theo lời Phật dạy. Cố gắng giữ năm giới. Lời Phật dạy khi nào cũng hữu ích và có giá trị. Ai tin thì mới thấy được. Cố gắng sống khiêm tốn sẽ thành tựu. Đừng nghĩ mình tài giỏi, không phải vậy đâu. Nhiều người thắc mắc tại sao con xưng con. Thật ra con là một người nhỏ bé đang tập học đang noi theo gương, đang học những điều hay nơi tất cả mọi người, lúc nào mình cũng như bụi như cát ấy. Con chưa tu được gì cả. Việc tu hành rất gian nan, nghiệp mà đập một cái là bay ngay, không nói gì trước được cả. Nghiệp quả mà nói tới là bỏ chạy ngay, hoặc giả bệnh tật đo đổ như đau dạ dày, như nóng sốt rồi chết, làm sao tu được nữa? Không phải cứ muốn là được đâu. Khi mình hiểu được nhân quả là mình rất sợ. Ngày xưa ở đời ai mà không sát sanh, ai không từng làm những việc ác ở thế gian, giờ mình đang tu nghiệp mới tìm tới để đòi, mình không tu có thể mình vẫn thọ mệnh hết đời này rồi trả nghiệp sau, nhưng vì mình tu nên nghiệp mới trổ ra. Và câu hỏi 26. Thế nghĩa là nếu mình chưa tu hành nghiệp đợi cho mình mất đi rồi nó sẽ đến sau, và khi mình tu hành thì nó sẽ đến để ngăn cản. Sư Minh Tuệ đáp: nhân quả sẽ chờ đợi để trổ. Ví dụ nhé, con đang nợ ai 100 triệu đồng này, con tính chạy. Khi biết là con sẽ chạy, chủ nợ sẽ túm lại đòi cho đến khi nào con trả hết nợ rồi, họ mới thả cho con đi. Những nhân quả này có thể đã từ đời trước khi mình sát xanh, đánh đập, giết hại ai đó, giờ nó mới tìm tới. Mình muốn ngồi kiết già nó không cho, nó làm mình đau, mình ngứa, mình lở loét, hư tay, hư chân, nó nhất định không cho mình tập. Khi mình hiểu nhân quả, mình sẽ gắng tu. Thiện tăng sẽ bào mòn nghiệp lực, muội lược. Ví dụ như sức mình gánh 50kg mà bây giờ gánh lên tới 80kg, sao mình gánh được? Phải gắng làm mòn đi, còn 20kg thôi, gánh nhẹ nhàng mới đi được. Con đã từng thấy một số sư ngồi kết giả, họ bị đau, dẫu cho họ cũng giữ giới. Phải kham nhẫn mới vượt qua được cái ngưỡng. Nếu không qua được, ngưỡng vẫn cứ nằm ở đó. Và mình cũng thế, cũng cứ mãi mãi dừng ở đó. Và câu hỏi 27. Nãy giờ, chân con chỗ đầu gối rất là đau. Nghe thầy nói con cố gắng chịu. Sư Minh Tuệ trả lời anh cố gắng tập luyện rồi tự nhủ thọ này con chịu được chịu đựng cơn đau đến một lúc nó sẽ không đau nữa tự nó sẽ trở lại bình thường tự nó sẽ lưu thông tự nó sẽ điều chỉnh tự nó sẽ khôi phục đó gọi là bước nền nền tảng nhưng nền tảng cũng vẫn chưa là gì chỉ mới là định thân cần phải giảm thêm tham sân si tu tập quan trọng là tâm cái thân khi hiểu rõ về nó người ta cũng chả sợ gì cố gắng là đều làm được cả hãy xem thân của mình như một người khác hãy giải tâm tử bi thương chỗ này thương chỗ kia thọ trên thân sẽ giảm ai đánh đập mình mình thương họ giải tâm tử bi cho họ mong cho họ điều tốt lành con bò con chó muốn cắn mình mình thương nó có khi sẽ khác đi mọi việc nhờ thế hóa giải cái đau thì ai rồi cũng sẽ có Chỉ là đến sớm hay muộn thôi Con cũng đau chứ Nhưng khi con làm theo lời Phật dạy Con thấy con giảm đau Con an trú, an ổn Từ cái thấy ra được ấy Con lại càng tin và học theo lời Phật dạy Tạm hết tập 3 Và còn nữa